Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Shinobu Inanaga, Chủ tịch trường Đại học tỉnh lập Nagasaki, thành phố Goto, Nhật Bản. Đại học tỉnh lập Nagasaki là trường công lập có thế mạnh về đào tạo và quản trị kinh doanh, phát triển vùng, truyền thông, công nghệ thông tin và y dược. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn đến Đà Nẵng và tham dự lễ hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2022 và đánh giá cao hợp tác tốt đẹp giữa Đại học tỉnh lập Nagasaki với thành phố trong thời gian qua, khi trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thành phố Đà Nẵng theo học tại trường thông qua chương trình học bổng và việc tổ chức thi tuyển sinh vào trường tại thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn trường tiếp tục hỗ trợ các suất học bổng, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên thành phố theo học các chương trình. Ông Shinobu Inanaga, Chủ tịch trường Đại học tỉnh lập Nagasaki, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố và các cơ quan vì đã dành thời gian quý báu để tiếp đoàn. Ông cho biết các em sinh viên Đà Nẵng khi sang học tại trường rất nỗ lực và thành tích rất tốt. Ông cũng cho biết trong thời gian tới, trường sẽ cố gắng đào tạo các em học sinh sinh viên Đà Nẵng trở thành nhân tài để phục vụ thành phố cũng như đất nước. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ trường về trao đổi sinh viên quốc tế để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên nói riêng và Việt Nam-Nhật Bản nói chung.